kỷ 21 là một dấu ấn khó phai với những biến động đi vào lịch sử của toàn nhân loại trên quả địa cầu này. Và bạn COVID-19 là một nhân vật tiêu biểu trong số đó. Mới chỉ đồng hành cùng chúng ta hơn 2 nồi bánh chưng, mà giờ đây bạn đã cướp đi mạng sống của gần 3,5 triệu người. Hơn 150 triệu người đã và đang phải đối diện với cánh cửa tử thần. Toàn bộ gần 8 tỷ người cùng hàng triệu công ty, tập đoàn lớn bé trên thế giới đang trong tình trạng hoang mang và chao đảo. Mỗi thâm tình sâu nặng đầy máu và nước mắt này vẫn chưa có hồi kết. Sự tàn khốc và sát thương của bạn đến với nhân loại và trái đất này, chắc tôi không phải nói nhiều nữa, vì đã có hàng tấn những kênh truyền thông, báo chí, mạng xã hội đề cập đến bạn mỗi ngày. Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại. COVID-19 đã dạy cho chúng ta rất nhiều bài học sâu sắc về bản chất thực của cuộc sống. Đâu là những giá trị nền tảng? Đâu là những giá trị bền vững, trường tồn, không bị mai một qua khoảng cách và thời gian? Và đây là 4 bài học về bản chất thực của cuộc sống mà bạn COVID-19 đã gửi đến cho GNH Radio kỳ này. Hãy cùng lắng nghe và suy ngẫm. Bài học 1: trân quý những nền tảng và giá trị thực của sự sống. Hai chữ miếng ăn là bài học đầu tiên mà bạn ấy đã giúp ta phải ngẫm lại. Sống trong đại dịch COVID-19 hiện nay, nhà nhà, người người ở các thị trấn, thành phố, từ lớn đến bé đều phải tích trữ, nào là lương thực, thực phẩm khô như mì tôm, cá khô, mực tẩm, cho đến tủ đông lạnh đầy ắp từ nông, thổ đến thủy hải sản, để sống sót qua những ngày tháng cách ly xã hội. Đấy, giờ đã lộ ra chân tướng sự thật rồi. Những bác nông dân thôn quê, mộc mạc mà chân chất mới chính là những nhân tố tạo nên nền tảng cho sự sống còn của nhân loại. May mắn thay, Việt Nam là nước phát triển nông nghiệp. Nông dân chính là người anh hùng thầm lặng trong đại dịch COVID-19. Họ đã cùng cung cấp đầy đủ đồ ăn, thức uống, rau củ, trái cây để nuôi sống hàng vạn con người trong và ngoài nước. Nông nghiệp sạch, thực phẩm xanh quan trọng là vậy, mà truyền hình báo chí cứ đầy ắp tin tức về các vấn nạn như phun thuốc trừ sâu quá mức, gia súc gia cầm bị nhồi thuốc tăng trưởng cho mau ăn chóng lớn để bán lấy bán để thực phẩm bẩn thỉu, nhái lậu, ôi thiêu hay chế biến cẩu thả đang đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng. Còn giới trẻ, sinh viên ngày nay thì lại đổ xô tranh đua nhau vào học các ngành như quản trị kinh doanh, du lịch, khách sạn, logistics, IT, marketing. Phải chăng cũng chỉ vì cái tên mỹ miều chạy theo xu hướng trào lưu hiện đại hóa, toàn cầu hóa? Mấy ai dám rẽ nhánh bỏ phố về quê làm nông, chọn đi con đường phát triển ngành nông nghiệp nước nhà một cách tử tế? Bởi người ta nghĩ rằng, nghề nông thì hầu như phải vận động luôn tay luôn chân, từ sáng tinh mơ đến tối om mịt mù, chứ không phải được diễm phúc dán hai con mắt vào cái màn hình laptop 10 tiếng mỗi ngày như mấy bạn làm công sở, dịch vụ. Nhưng có ai biết được rằng, dăm ba năm sau, những căn bệnh thoái hóa đốt sống cổ, vẹo cột sống lưng hay các căn bệnh trĩ huyền thoại sẽ tìm đến những nghề nghiệp nào ngồi một chỗ trong những cái hộp chật hẹp đầy máy lạnh? Dẫu biết rằng mỗi người một vai trò riêng,
một đóng góp riêng cho mảnh ghép xã hội đa sắc màu. Nhưng nói gì thì nói, nông nghiệp sạch, xanh, thuận tự nhiên vẫn luôn gắn liền với những người nông dân chân chất, gắn liền với những mảnh vườn thôn quê, gắn liền với nhịp đập trái tim đất mẹ. Thiên nhiên vẫn mãi là nơi để trở về cuối cùng. Sau tất cả những chuyến hành hương phiêu bạt, tìm kiếm tiền tài danh vọng trong lạc lối hư ảo, thôn quê là nơi để ta cho phép mình được hàm dưỡng thân tâm sau những khoảng thời gian bon chen với cuộc đời đầy thị phi, cám dỗ, áp lực. Bài học đầu tiên đó là hãy biết trân quý những người nông dân, trân quý ngành nông nghiệp, trân quý mảnh đất quê hương và quay về với những công việc nền tảng cho sự sống còn của nhân loại, bạn nhé. Bài học 2. Trau chuốt vỏ bọc bên ngoài hay hàm dưỡng vẻ đẹp bên trong tâm hồn. Covid-19 ra đời đã làm chao đảo các thương hiệu thời trang lớn trong nước và đặc biệt là trên thế giới. Hàng loạt những chuỗi cửa hàng, thương hiệu thời trang, quần áo, đồng hồ, trang sức phải tạm ngưng sản xuất, đóng cửa trong một thời gian dài, hay thậm chí phải đi đến nước tán gia bại sản. Cũng đúng thôi, nhìn sâu vào những món quần áo sang chảnh đó, bản chất cũng chỉ là những mảnh lụa để che cái thân khỏi mưa nắng, gió rét của thiên nhiên đất trời. Nếu còn một công dụng nào khác, có chăng nó đóng vai là thứ phương tiện để giảm thiểu những cám dỗ của bản năng thuần tự nhiên trong mối tương giao của quan hệ cộng đồng giữa người với người, giữa nam với nữ. Vậy có ai đặt câu hỏi rằng thị giá của thời trang xa xỉ được định giá bằng những yếu tố nào hay không? Hầu hết, giá cả trên trời của chúng không phải từ nguyên liệu sản xuất mà phần lớn được cấu thành bởi lòng tham muốn thể hiện đẳng cấp bản thân, thể hiện sự khác biệt sang trọng cho cái vỏ bọc bên ngoài để nhận về sự tán dương, khen thưởng và ngưỡng mộ từ người khác. Bên cạnh sự lãng phí, tốn kém về tiền bạc đó, chúng còn ngốn của ta hàng tấn thời gian để soi mình trước gương trong những bộ cánh lấp lánh và hàng lô mỹ phẩm đắp lên mặt, bờ môi mỗi buổi sáng trước khi bước ra đường. Nỗi thống khổ của sự ám ảnh bởi hình thức bên ngoài đã trở thành tâm điểm trong một thời gian khá dài của giới showbiz, được thể hiện qua bài hát Người yêu tôi không có gì để mặc. Bài học thứ hai mà bạn Covid-19 dạy cho chúng ta có phải là vẻ đẹp bề ngoài sẽ nhanh chóng tàn phai, ẩn sau đó chỉ toàn là lòng tham muốn thể hiện cái tôi đẳng cấp của bản thân và nỗi sợ hãi vô bờ bến bởi những lời nhận xét, đánh giá từ bạn bè, xã hội bủa vây trong tâm trí ta. Vẻ đẹp thực sự của một con người không nằm ở lớp vỏ bọc hình thức bên ngoài mà là vẻ đẹp của một tâm hồn trong sáng, thanh khiết, thuần tịnh tự nó toát ra. Vẻ đẹp đó nhẹ nhàng nhưng âm ỉ đọng lại trong ký ức và tâm trí của người khác. Vẻ đẹp đó tuy không thể tạo ra mối quan hệ quyến luyến về cảm xúc và cảm xúc thái quá, nhưng lại tạo ra sự gắn bó vô hình, nhẹ nhàng và bền vững vô cùng. Bài học 3. Phân biệt phương tiện nhân tạo, chống biến đổi với phương tiện tự nhiên, bền vững. Những phương tiện giao thương, đi lại cũng điêu đứng vì gánh lỗ nặng như ngành hàng không, tàu hỏa, buôn bán xe máy, xe hơi. Đặc biệt là những chiếc xe đắt đỏ. Thật ra, những phương tiện di chuyển này cũng chỉ là phiên bản nâng cấp giúp cho đôi chân, món quà vĩ đại mà vũ trụ đã ban tặng cho mỗi chúng ta. Nhưng đã bao lâu rồi, bạn chưa dừng lại giữa nhịp sống hối hả như hiện nay,
để cho phép mình thênh thang bước đi và cảm nhận từng xúc chạm của đôi chân mình với mặt đất. Thử một lần buông chiếc xe đầy nhiên liệu và khói xám đó ra để tản bộ bằng chính đôi chân của mình, xem sao. Tôi đoán chắc bạn sẽ học được cách trân quý từng khoảnh khắc cuộc sống dung dị mà âm vang lạ kỳ của thiên nhiên đất trời. Từ đó mà biết đem lòng thương nhành hoa, yêu chiếc lá, ngắm nhìn mặt trời mọc, tĩnh tại lắng nghe tiếng reo hò của chim chóc, trân quý toàn bộ sự sống đang hiện diện quanh ta hơn. Chúng ta có đang nghĩ rằng đôi chân đang làm ta chậm lại so với thế giới? Cũng có phần đúng, nhưng chưa đủ đâu. Chiếc xe có thể giúp ta đi nhanh chóng, hối hả đến cơ quan làm việc, nhưng nó chẳng bao giờ có thể giúp ta đi sâu vào bên trong để khám phá thế giới nội tâm chính mình, hay cảm nhận được vẻ đẹp toàn vẹn của muôn loài, vạn vật, sự sống quanh ta trong sự bất toàn, xáo động của thế giới xoay vần ngoài kia. Trong thời khắc tĩnh mịch đó, bạn sẽ thấy ra được đâu là những thứ cần thiết nhất trong cuộc đời mình để mà theo đuổi, để mà chọn cho mình một cuộc sống ý nghĩa, dị dãn nhưng sâu sắc đến lạ kỳ. Chiếc xe chỉ là hình mẫu cho một phương tiện cụ thể mà chúng ta đang vay mượn mà thôi. Đồ đạc, nhà cửa, xe cộ, tiền tài, chức vụ, địa vị, quyền lực, danh vọng, tất cả những thứ phương tiện trên chỉ là vay mượn cho một kiếp người. Tất cả chúng mãi mãi chỉ là phương tiện, không bao giờ là đích đến ở cuối con đường trong cuộc sống này cả. Vậy nên, các phương tiện đó cũng chỉ để sử dụng, không nên lạm dụng, ham mê quá độ mà quay cuồng cả đời người để đạt được những giá trị ảo và chóng tàn hoại theo thời gian. Nghe thì ghê vậy, nhưng cũng đừng khước từ hay tránh né nó. Chiếc xe giúp ta đi đến chỗ làm, giúp ta đưa đón con cái đi học, giúp ta ngao du trên mọi ngõ ngách nẻo đường. Nó vẫn rất hữu ích cho cuộc sống thường nhật của ta. Nhưng nói thì nói, ắt cho cùng cũng phải tìm về cho bằng được những phương tiện tự nhiên nhất, đơn giản và mộc mạc nhất mà đất trời đã ban tặng cho mỗi người, như đôi bàn tay, những bước chân, ánh mắt, nụ cười, để tự thân nuôi dưỡng và sử dụng nó phục vụ cho hành trình hàm dưỡng tâm hồn mình. Sẻ chia và giúp đỡ mọi người, chung tay nuôi dưỡng đất mẹ thêm tươi xanh. Bài học 4. Thấy rõ bản chất cuộc sống và hạnh phúc đứng trên sự thống khổ và biến động của nhân loại. Con người đang thưởng ngoạn những thú vui đời thường do sự tiện nghi và hiện đại của khoa học công nghệ mang lại. Chúng ta đang đắm chìm trong sự thành công và phát triển tột bậc của kỷ nguyên mới, trong khi đang có hàng triệu người phải ngã lưng tạm biệt thế giới này vì bạn Covid. Thân xác nằm im trên đất mẹ, còn linh hồn đi cùng khói hương bay lên để gặp Thượng Đế. Đó chính là nỗi thống khổ của nhân loại. Đó chính là bài học quan trọng nhất mà cuộc đời này dạy cho mỗi chúng ta, thấy ra sự thật bản chất hai mặt của cuộc sống. Cũng giống như có ngày thì phải có đêm, có thành thì phải có bại, có được thì phải có mất, có hợp thì sẽ có tan. Từ đó ta học cách buông mọi mong cầu và kỳ vọng để trọn vẹn với từng khoảnh khắc cuộc sống. Hạnh phúc là chọn sống ngay bây giờ, chọn sống để không phí hoài một kiếp người, chọn sống để chiêm nghiệm và trải nghiệm ra những góc khuất bên trong chính mình và cuộc đời. Chọn sống, trưởng thành, hiên ngang và vững chãi để giáp mặt với những khó khăn, chông gai và thử thách trong cuộc đời mình một cách thông dong, tự tại.
Nếu loài người tìm được sự kết nối sâu sắc với chính mình và với mẹ thiên nhiên, thì lấy đâu ra sự xuất hiện của bạn COVID? Lấy đâu ra cháy rừng, sạt lở, lũ lụt, thiên tai tàn khốc đến như vậy? Mà nếu những hiện tượng thiên tai bên ngoài đó có xảy ra đi chăng nữa thì cũng đâu thể nào làm loạn động được một tâm hồn vững chãi bên trong của bạn. Thế nên, mọi sự chuyển biến tốt đẹp của thế giới này đều bắt nguồn từ việc chuyển hóa bản thân. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng GNH Radio kỳ này bắt đầu thực hành điều chỉnh nhận thức, thói quen và lối sống của mình để học cách sống thuận hòa với thiên nhiên và đất trời. Dành nhiều thời gian nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn bên trong chính mình nhiều hơn nữa. Học cách sử dụng những phương tiện giản đơn và tự nhiên nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người. Quan sát để thấy tỏ bản chất hai mặt của cuộc sống, để học cách đón nhận và yêu thương vạn sự trên cuộc đời. Từ đó ta có thể lựa chọn thứ hạnh phúc vĩnh hằng đứng trên sự thống khổ và biến động của nhân loại. Tự do là ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.